Thưa quý vị, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, ngành y tế tỉnh nhà đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm phòng COVID-19, rà soát thống kê danh sách các đối tượng cần tiêm mũi 2, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo quy định và tổ chức tiêm ngừa an toàn. Cùng với các địa phương trong tỉnh, Trạm Y tế Phường 8 thành phố Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Ngoài việc thực hiện tiêm ngừa phòng COVID-19 cho người dân tại Trạm Y tế Phường, thì trạm còn phối hợp với các công ty doanh nghiệp sản xuất và các trường học trên địa bàn, rà soát dự trù lượng vaccine và thành lập đoàn tổ chức tiêm nhằm đạt hiệu quả phòng dịch cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến mới với sự lây lan mạnh của các biến thể COVID-19. Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban thành phố với Trung tâm Y tế thành phố với Ủy ban phường thì Trạm Y tế có lên một kế hoạch để tiêm vét toàn cái người dân trên phường của mình, trong đó các công ty xí nghiệp ở khu công nghiệp và đến các trường tiêm vét cho học sinh ở trường để đẩy mạnh tăng cái tiến độ tiêm vaccine bao phủ. Để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho công nhân người lao động, các công ty doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên người lao động tham gia tiêm vaccine đầy đủ, đúng thời gian. Ngoài ra, để việc tiêm ngừa thuận tiện, các công ty đã rà soát lập danh sách báo với y tế địa phương, bố trí thời gian, địa điểm tiêm phù hợp để đảm bảo tất cả người lao động đủ điều kiện được tiêm ngừa. Bên đơn vị y tế qua đây tiêm thì rất là thuận tiện cho tụi em khỏi phải đi tới đi lui, tại vì tụi em còn công việc trong công ty nữa. Em tiêm mũi 3 thì cũng lâu rồi, thì tính đến nay cũng 7-8 tháng rồi. Thì em cũng có nghe là có đợt tiêm mũi 4 nhưng mà em cũng có bận việc á, với lại công việc gia đình với lại đi làm. Thì hôm nay sẵn có đợt bên y tế vô trong kho em tiêm á, thì sẵn em tiêm luôn. Tiêm mũi 3 thì cuối năm 2021, tháng 12-2021 rồi đã bị bệnh. Bệnh rồi, chị hết bệnh rồi giờ mới tiêm mũi 4. Thì theo như quy định thì của... về phòng công tác phòng chống bệnh dịch á thì phải tiêm đủ là theo quy định là 4 mũi. Thì mình như mình chấp hành đúng 4 mũi đó, nó vừa là nó có đúng theo quy định còn cái vừa là cũng có ích cho bản thân. Khi học sinh trở lại trường, ban giám hiệu các trường đã rà soát danh sách học sinh chưa tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đúng theo khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời phối hợp với y tế địa phương tổ chức tiêm ngừa tại trường cho trẻ. Việc tiêm vaccine góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho trẻ trong điều kiện trở lại trường học. Sau khi học sinh trở lại trường đó thì nhà trường đã tiến hành chỉ đạo cho giáo viên cũng như toàn thể anh em của cán bộ công chức của nhà trường rà soát cái học sinh cũng như là cán bộ giáo viên về cái tiêm vaccine đúng thời gian cũng như là đúng mũi. Thì sau khi rà soát cái theo dõi cái tiến độ tiêm của các em đó, thì trường cũng đã kết hợp với Trạm Y tế phường 8 cũng như là phụ huynh thống nhất cái lịch tiêm ngừa cho các em là vào ngày thứ Bảy để cho tạo điều kiện cho các em nó không phải mất tiết và có thời gian nghỉ ngơi trong cái ngày tiếp theo là ngày Chủ nhật. Đến thời điểm hiện tại, vaccine vẫn là chìa khóa quan trọng trong phòng chống COVID-19 và là nền tảng để thích ứng an toàn hiệu quả. Thời gian qua, vaccine phòng COVID-19 đã cho thấy hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người, giảm khả năng bệnh nặng, ngăn ngừa tử vong do COVID-19. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giống như nhiều loại vaccine khác, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể mới, cùng sự giảm dần khả năng bảo vệ sau tiêm vaccine theo thời gian, mỗi chúng ta hãy tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế để tăng cường miễn dịch cộng đồng.